một hội dòng mang tên chuỗi ngọc vàng kim, chính là hội dòng dấu yêu của tôi đây. Hội dòng tôi có bóng cây xanh đẹp quá, có tiếng reo vui hạnh phúc với sáng mà sơ hiền hòa. Da 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 da. Thứ sáu tuần 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi tên xếp mối mọt sẽ làm hư nát và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất. Nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có tên xếp, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng thì toàn thân con được sáng. Nếu mắt con xấu kém thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm thì chính sự tối tăm sẽ ra tối tăm biết chừng nào. Suy niệm hai cuộc sống. Sống trên đời ai cũng phải làm lụng vất vả để kiếm kế sinh nhai. Đây là quy luật sinh tồn tất yếu của con người trong đời sống. Tuy nhiên, hôm nay Đức Giêsu cho các môn đệ thấy con người chúng ta có hai cuộc sống. Một là cuộc sống thể xác, hai là cuộc sống thần linh. Cuộc sống thể xác luôn gắn liền với quy luật sinh lão bệnh tử. Vì thế, cuộc sống này có giới hạn nhất định của nó. Tuy nhiên, trong niềm tin, con người còn có cuộc sống vĩnh cửu, nơi cuộc sống này không có sinh cũng chẳng có diệt, tức là cuộc sống thần linh. Tuy nhiên, để có cuộc sống hạnh phúc trong cuộc sống thần linh thì lại phải kết tố từ chính cuộc sống trần gian này. Thế nên, những gì diễn ra trong cuộc sống vật chất thì đều có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực trong cuộc sống mai hậu. Lời Chúa hôm nay cho thấy Đức Giêsu đã khuyên các môn đệ hãy lo tích trữ những của cải trên trời. Nơi đó, mối mọt không tài nào đục khoét được, cũng như không ai lấy mất đi. Gia tài đó được tích trữ qua hành động yêu thương, sự sẻ chia bác ái vô vị lợi. Cùng một sứ điệp, Đức Giêsu cũng mời gọi mỗi chúng ta hãy hướng về quê trời như là mục đích tối hậu của mình. Muốn được như thế, ngay giây phút này, chúng ta hãy tích trữ những việc lành phúc đức với lòng mến, ngang qua những nghĩa cử bác ái, liên đới, cảm thông và yêu thương anh chị em đồng loại. Đây chính là kho tàng không thể mối mọt nào đục khoét được. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trong khi lo tìm kiếm của cải vật chất phần xác thì cũng biết tìm kiếm của cải trên trời. Xin cho chúng con làm mọi việc vì lòng mến Chúa và yêu người chân thành, để những việc ấy thật sự có giá trị cứu chuộc linh hồn chúng con.